Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Nail Alliance, chất lượng hàng đầu cả hai lĩnh vực Jealous Gel, Socop và sơn nước Morgan Taylor. Hustler Casino, Los Angeles. Một lần nữa đang theo dõi chương trình phát hành live của Lý Đô Sài Gòn TV. Vào mỗi tuần thứ hai, anh Anthony để có mặt để nói chuyện về vấn đề đầu tư tài chính. Gửi lời chào Anthony ngày hôm nay. Dạ, mến chào anh, kính chào quý vị. Những người mà theo dõi và những người đầu tư vào Bitcoin trong thời gian qua đó, rõ ràng nó lên xuống không thấy dấu hiệu trở về nữa. Có lúc lên tới gần 20.000, rồi rớt xuống còn có 6-7.000, 7-8.000, 9.000, rồi lên trên 10.000 lại xuống nữa. Dạ. Tình hình nó như thế nào anh lại... Đầu tư Bitcoin có nhiều rủi ro quá vậy mà. Có một cái nó gọi là misconception, đó là một cái hiểu lầm, đó là khi mà đầu tư vào Bitcoin thì cứ nghĩ là Bitcoin là blockchain. Blockchain là cryptocurrency, là tiền ảo. Thật sự đó là cái công nghệ blockchain nó rất là lớn so sánh với Bitcoin. Đúng rồi. Blockchain không phải là Bitcoin, mà blockchain cũng không phải là cryptocurrency. Blockchain là một cái phát minh về vấn đề kỹ thuật để có thể sử dụng liên quan đến hoạt động quản trị tài chính trong tương lai rất lớn này. Thì tiền ảo là có thể là tạo nên bởi blockchain. Tiền ảo thì sẽ hoạt động trên những cái blockchain technology như là một cái cơ liệu dữ liệu phân cấp gì đó. Thì có thể mình ghi lại hay xác minh tất cả những cái giao dịch. Cái đó là kiểm tra các giao dịch tài chính bằng kỹ thuật blockchain. Vâng, thì cái blockchain này nó thật ra nói là rất là khó bị hack. Tại vì anh cứ nghĩ đi, khi mà anh có một cái hồ sơ, một cái cơ sở dữ liệu của tất cả những cái tài sản mà ai cũng có một cái copy bằng digital, ít có bị hack này, ít không có bị mà cũng như là giả mạo hoặc là bị xáo trộn. Thì nếu mà có hát nữa, tức là phải hát tất cả những cái hồ sơ trên toàn thế giới. Thì rất là mới vô trong đó được. Đó là lý do họ gọi blockchain, nó dính với nhau hết phải không? Thì trước đây đó là trước khi mình có email, thật sự mà nói mình chưa có hiểu được cái internet, cái sức mạnh internet như thế nào. Đúng rồi. Thì email là một cái ứng dụng đầu tiên rất là độc đáo cho internet. Thì tương tự như là blockchain là một cái ứng dụng đầu tiên cho blockchain. Đó. Thì nếu mà anh nhìn vào những cái công ty mà đang sử dụng blockchain technology, là thì chẳng hạn như là IBM làm việc chung với lại Walmart và Nestle. Anh coi trong cái ngành mà retail đó, mà buôn bán sản phẩm đó, thì dùng blockchain thì anh có thể anh phát giác được cái nó gọi là food poisoning, cái product nào mà bị food poisoning. Họ tìm ra đúng nơi cái trung tâm đã tạo ra trong từ giây một phút, cái trang trại nào đó luôn nữa. Trong giây phút thì lúc đó người ta mới lấy hết xuống cái kệ, nhưng mà chỉ có lấy cái sản phẩm đó thôi. Đúng. Đó. Còn nói về đề mà cái ngành mà nông gia đó, thì anh sẽ biết là cái trái cây nó trồng ở đâu, hoặc là cái súc vật nó nuôi ở đâu. Họ phải cho biết được cái nguồn gốc ở đâu ra để rủi ro xảy ra một cái đại dịch. Những công ty như là IBM này, Cisco này, rồi Microsoft này đã hưởng được những cái quyền lợi của blockchain technology này. Thì nếu mà muốn đầu tư vào cái thị trường tiền ảo đó, thì quý vị cũng không có cần phải mà mua từng cái tiền ảo, mua từng coin. Nó có một cái gọi là ETF. ETF là cái tên nó gọi là Reality Share, Nasdaq Next Change Economy ETF. Tên nó dài lắm. Nhưng mà cái đại loại là họ tổng hợp tất cả những đồng Bitcoin hay là blockchain. No, họ thì tạo thành một cái thị trường. Cái symbol này là BLCN. Thì công ty này đó là
sẽ đi tạo ra một cái index mà có những cái công ty đã có nghiên cứu, đã sử dụng blockchain. Overstock.com, Microsoft, Cisco, rồi hãng Nhật như là SBI Holding nhiều đã lắm. Sử dụng nhiều lắm. Đó thì có một cái index đó, công ty này đã có sử dụng blockchain rồi. Thì nếu mà cái ETF này lời, cái này đã là nếu mà quý vị muốn đầu tư mà cho tăng trưởng lâu dài, chứ không có phải là kiếm dividend. Cái này là phải cho lâu dài, tại vì nó mới thành lập đây thôi, nó mới thành lập đầu tháng Giêng thôi. Cái giá thị trường là có chừng 24 đồng. Đấy. 24 đồng, mới ra mà đã 24 đồng rồi. Hôm nay thì thế nào anh Từ? Thì nó lên 24, nó quá 25 thì bây giờ vẫn là 24. Vẫn là khoảng đó thôi. Nhưng mà mới ra thì công ty nào mới ra cũng phải mà cũng như là làm mất hết thời mọi gian, sức, yeah. Làm hết mọi sức, put effort để mà gây cái những cái capital mà lời. Mình có mention một cái nó gọi là GBTC. Cái đó cũng là một cái phương cách đầu tư qua thị trường tiền ảo mà không phải mua cái tiền coin. Anh đang coi đó là cái những cái information về BLCN đó. Là BLCN, Reality Share Nasdaq Next Chain Economy. Cái này là ETF chứ không phải là cái mutual fund. Đây là fund ETF thưa quý vị. Anh nói 76% của dân Mỹ đó thì có nghe tới Bitcoin. Nhưng mà thật sự mà nói chỉ có 59% chưa bao giờ nghe đến blockchain technology. Đó. Thì nếu mà quý vị muốn đầu tư qua cái thị trường tiền ảo thì nên kiếm những ETF, những cái index fund mà nó cũng như đầu tư qua những cái công ty mà liên hệ với là blockchain. Có như vậy là theo phần trình bày của anh, mình có hai cách. Nếu mà một cái cách gọi là very aggressive, muốn lời thật nhanh á, thì là đầu tư thẳng vào cái tiền ảo, thí dụ như Bitcoin hoặc là đồng gì đó, Litecoin vân vân. Litecoin, nhưng mà Ethereum. Cái đó thì rủi ro quá lớn đi. Thay vì anh mua từng đồng coin như vậy đó, thì anh đi mua mining contract. Mining contract thì có một cái đầu tư khác anh nữa. Anh đi mướn đi nhóm mướn đào một cái mỏ. Máy, nhóm đào mỏ. Là cái máy. Đào cho mình. Thì cái mining contract này nó là từ 1.000 ngày đến 1.200 ngày, tức là gần 3 năm, 3 thì tháng. Thì mình phải dính với cái chuyện đào mỏ đó mấy thì năm trời luôn. Đào mỏ đó là, thật sự mà nói, anh đào tức là mỗi ngày anh phải đào một tí. Đúng rồi. Tức là phải có một cái coin phải đào ra một tí. Cái mining contract cũng vậy, là có những cái machine nó giải đáp những cái bài toán mỗi ngày, 24 hours a day. Khi nó giải đáp xong thì mình được thưởng bằng cái tiền coin. Đó. Thì cái thí dụ cụ thể là Anthony đã có mua một cái mining contract của Ethereum. Ethereum là đứng hạng nhì trong cái thị trường tiền ảo. Là thì 16 tháng 12 Anthony bắt đầu. Thì 16 tháng 12 là mỗi ngày Anthony được có chừng 11 đồng, 12 đồng, 15 đồng, 2 triệu đồng tiền coin. Cho đến giờ này, tức là từ nửa tháng 12 đến giờ này, Anthony đã lấy lại được có chừng gần 1.000, 900 mấy, gần 1.000. Đó. Anh cứ nghĩ đi, bây giờ cái tiền Ethereum á, cho là nó đứng, nó không có lên, không có xuống. Mà mỗi một ngày anh được 10 đồng, cho là 10 đồng đi. Anh nhân cho 1.200 ngày cái mining contract. Thì ít ra trong 3 năm anh cũng vẫn được 12.000. Phải không? Nhưng mà cái giá Ethereum nó sẽ lên xuống như là Bitcoin. Đó, anh cứ nghĩ nếu mà Ethereum nó lên được 1.000 hay 2.000. Thì để đương nhiên cái đồng nó cũng tăng lên nhiều. Thì thay vì mua Bitcoin hay là mua Ethereum từng một cái coin, anh phải tốn là 9.000, anh phải tốn là 600, anh phải tốn là bao nhiêu đó. Anh vào cái mining contract. Again, cái này là long term. Tại vì rõ ràng long term là ít nhất là phải dính với nó mấy năm trời luôn. 3 năm. 3 năm trời. 1.200 ngày. 1.200 ngày luôn. Vâng, tại vì cái life của những cái mining rig này đó, nó kéo dài đến từ 3-4 năm. Và một lần nữa thì đầu tư thì không nhất thiết anh phải chỉ có đào mỏ, không nhất thiết anh phải mua Bitcoin. Anh đầu tư vào ETF thì mình chia ra cái nguồn đầu tư của mình chứ đừng nên tập trung vào một cái, phải không?
Vâng, đó thì mình đã trình bày cái ETF buổi hôm nay, đó là cái BLCN. Yeah. Đó, mới ra. À, BLCN là yeah. mới nhất đó, yeah. ETF đó. Yeah. Như vậy là có nhiều cái ETF phải không anh? Có, nó có, nó gọi một cái là BLOK nữa, là yeah. Data Transmittal. Thì rất là nhiều. Nếu mà quý vị không có muốn mua tiền ảo, yeah. từng tiền ảo một, thì nên vào ETF để mà nó liên hệ với lại cái blockchain technology. Yeah. Yeah. Và họ có rất nhiều các chi tiết, quý vị có thể vào trong trang mạng realityshares.com yeah. để biết thêm các chi tiết này. À, ngoài ra còn những cái nguồn đầu tư nào khác, thế nhưng câu hỏi này xin dành với anh tuần sau đi, yeah, hết giờ này. Thế lại chẳng đây mình nên nhắc nhở lại là yeah. Những cái phương cách mình đầu tư Anthony đã đầu tư, Anthony chỉ chia sẻ thôi chứ yeah. mà Anthony không dám là nên vào, nên bỏ số tiền vào. Yeah. Có nhiều khách hàng nói là tôi muốn chuyển qua cái quỹ 401k IRA để vào cái này thì mình ngăn cách ngăn, ngăn. Phải diversify, tức là đa dạng hóa, không nên tập trung một chỗ. Những thông tin quý vị phải có quyết định riêng, phải nghiên cứu kỹ lắm quý vị nhé. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả rất nhiều. Cảm ơn anh Tony, hẹn anh vào thứ hai tuần tới. Kính chào quý vị. Ngay bây giờ quý vị giữ nguyên băng tầng 56.7 của Lưới Đồn Sài Gòn TV theo dõi các chương trình thường lệ, và chiều nay lúc 5 giờ là phần tin cập nhật trong ngày. Xin trân trọng kính chào.